Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị một cái con máy mà thổi ha, máy thổi lá ha, sử dụng pin 18V với 5.0A. Và sản phẩm này đi gồm với máy thì bao gồm một thân máy, một pin và một sạc ha, và cái đầu thổi. Thì mã máy là EUB186RT ha. Đây, bao gồm pin 5.0A, một pin một sạc đây ha. Rồi đây là cái bộ phận hộp của máy, thì mình có thể máy ra bên ngoài để cho các bạn xem đỡ tốn thời gian khi xem video hơn ha. Rồi tiếp tục đi kèm với máy thì như mình đã nói thì một pin một sạc ha. Rồi tiếp theo đó là một catalog nhận sử dụng, một phiếu bảo hành ha của Makita, bảo hành 6 tháng trên toàn quốc ha. Rồi tiếp tới là cái bộ phận pin ha, 18V 5.0A, pin mạnh nhất hiện tại của Makita ha, với pin thế hệ mới có dấu sao nha các bạn ha, có dấu sao trên này, pin thế hệ mới với 5.0A thì lưu lượng pin mình xài rất là lâu ha. Rồi tiếp tục theo đó thì phần sạc nhanh, của phần sạc nhanh ha, củ sạc nhanh đây, máy sản phẩm của củ này thì DC18RCS ha, RCS. Rồi mẫu mới nhất của Makita ha, sạc rất là nhanh, đầy pin trong vòng 30 đến 35 phút thôi nha các bạn ha. Rồi đây là dây nguồn, các cắm hai chấu xài điện 220 gia đình ha. Rồi tiếp tục đó là cái bộ phận phần đây, bộ phận cái đầu thổi ha, cái đầu thổi dài ha. Đó, logo Makita thì được in dập nổi nên rất là đẹp ha, rất là cứng cáp, rất là xịn và mềm nhựa ha. Rồi tiếp tục tới phần thân máy thì như các bạn thấy thì nó rất là nhỏ gọn đó, với có điều chỉnh cấp độ đây luôn nha các bạn ha, điều chỉnh cấp độ đó, có 3 cấp độ luôn đó, 1, 2, 3. Phần thân vỏ thì được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp đến từ Makita, như các bạn thấy thì rất là đẹp ha, nhỏ gọn, logo được in dập nổi hết nha. Rồi tem cảnh báo, tem chống hàng giả đây ha, 7 màu, và đây là tem thông số kỹ thuật đây ha, mã máy, mã thân máy đây, EUB186 ha. Đó, rất là mạnh. Con này lưu lượng khí nó bỏ ra thì lưu lượng khí nó sử dụng thì lên tới là 3.2 khối trên phút ta. Đó, nó để hiển thị trên này hết, rất là rõ ràng. Đó, một phần tay cầm thì được ốp cao su, nắm rất là dễ dàng và không bị sợ chân chụp thay ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm pin vào và test máy chạy thử cho các bạn xem. Thử lắp máy này nhỏ gọn như thế này thì có mạnh, phải mạnh hay không nha các bạn ha. Đây, gắn pin thì bộ phận dưới thì gắn cũng rất là đơn giản nha. Rồi đây, chế độ 1 ha, mình đang để chế độ 1. Đấy, rất là nhẹ ha. Rồi chế độ 2. Đây, chế độ thứ 2. Rồi độ thứ 3 ha. Đó, rất là mạnh nha các bạn ha. À, rất là mạnh luôn. Đấy, rất là mạnh. Cái đây là chỗ để hút khí này nha các bạn ha. Rồi, này thì bộ phận gắn cái đầu ống vào. Rồi, rất là dài. Đó, rất là dễ dàng thuận tiện khi sử dụng. Vì cái đồ này dùng pin thì nó rất là thuận tiện các bạn ha. Đó, chỉ cần sạc đầy thì lưu lượng pin của nó xài rất là tốt và rất là trâu, 5.0A. Thì đó, nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm mà máy thổi lá mà dùng pin ha của hãng thương hiệu Makita, với mã sản phẩm của cái bộ này là như mình đã nói là DUB186 ha, 186RT. Đó, rất là nhỏ gọn, rất là đẹp. Còn bộ phụ kiện đi kèm ở mình có để trên bàn hết nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.